Ngày 9 tháng 1, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Tấn Đức, 33 tuổi, ngụ địa phương để điều tra xử lý về hành vi hủy hoại tài sản. Những ngày đầu năm 2019, nhiều người đến công an phường sở tại trình báo về việc cửa kính nhà họ liên tục bị vỡ. Cụ thể có 3 căn nhà và một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo bị vỡ kính trong khung thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ sáng. Sau nhiều ngày điều tra, Công an phường Phạm Ngũ Lão xác định người gây ra vụ việc trên có tên là Nguyễn Tấn Đức. Đức cho biết đã đặt mua 2 dàn ná trên mạng với giá 500.000 đồng, rồi mua thêm đạn bi ở tiệm bán phụ tùng xe đạp để bắn chim. Đức phân trần, tôi bắn vào cửa kính nhà dân chỉ để thử uy lực của dàn ná.